Rồi cái máy của tôi nó có vấn đề rồi bà con ơi, đang lai nó tắt à, cho nó giống ông thầy nó, giống ông chủ nó rồi, nó bệnh tật rồi. Nè bây giờ nó lên là thấy ham không, thấy không, nó bắt đầu là ra vườn thuốc rồi, mùa này là ra vườn rồi đó nghe. Con ơi cùng ta ra vườn, thấy không, bắt đầu nó lên đó. Coi là cái nhà nghe, cái nhà giờ chưa có gì hết nghe, phát ngơ thành âm tầm. Ông tính làm gì vậy? Để xuống lấy mà, để xuống lấy mà. Dạ hả? Có cái bàn handicap nè, nó bị kẹt, nó lấy thứ năm lận mà là ngày mai hả? Dạ, ngày mai nó lấy. Trời nó bây giờ phải phải sao phải trả lại cái hàng rào bên đây không, cho không để nguyên đấy anh. Chứ bên đây nó có cửa ra vô mà à, có cửa ra vô thôi, tại vì có cửa bên kia, có cửa ra vô rồi bên kia có rồi. Đằng này chỉ có mua cây làm thêm cái vàng bên đây nữa cho trên dây nó bò. Bây giờ nó khổ qua không đó, cho nó toàn te hái đã luôn á. Còn bên đây là bộ đậu rồng với mồng tơi, theo bên đây đầu tư thử không cò cỏ lên lên lại rồi lên lại kinh lắm, nhưng mà nó cũng đỡ rồi, đỡ chập rồi đó. Dạ vậy đỡ lắm rồi, thôi kệ đi, trò trồng cái nào được cái nào trồng. Còn còn cái giữa này nè, tính cắt cỏ rồi trồng với mấy dây dưa đó, dưa hấu á, ở dưa. Chứ trời ơi thầy trồng húng quế với ớt đủ, không có nhiều. Đâu có vô chậu hết trơn, vô chậu chứ trồng, trồng dài dài nè. Tính giữa là làm, cái nào làm hết nổi thì trồng, trồng dưa gan. Trời, giờ bao nhiêu ớt, bao nhiêu chậu quá trời, thấy không sao đất hết trơn rồi đó. Có trường thầy để ra ngoài này chứ mấy lớn lần nữa lên ra ớt chứ thầy để trong chậu. Thì vô chậu, vô chậu à. Năm nay tính vô chậu. Chứ không ra đất á hả? Ra đất chưa, đất này chưa ra được đâu, đất này cực nó phải để 1-2 năm cho nó chịu khóa sớ vậy nè, cho cái cỏ đó nó một số cỏ nó chết á, nó thành mùng nó trồng nó mới tốt, rút kinh nghiệm cho đất bên đây vậy đó. Ông an tâm đi, năm nay ớt không có thiếu đâu, lo nè. Con sợ nó không ra trái nổi ra. Trời, tao biết cách trồng mà không lo cái gì. Trồng mấy này nè, tính là cái khu vực giữa trồng dưa cho dưa gan nó bò. Bị dưa gan á, nó bò thì thầy để qua anh kia đường ngoài. Trời trời, nó bò vô cái nhà khổ qua, dưới cái nhà khổ qua đó. Cái dây nó ngoài này nó bò vô đó. Nó bò theo cái chiều mặt trời. Một mà cái đó thầy để dưới khổ qua rồi. Khổ qua trên, nó bò trên, trồng xa xa đó thôi nó đắng. Còn không á, không là khổ qua bên đây. Bên đây đậu rồng dưới đằng kia nó không đắng. Không an tâm đi, năm nay tôi trồng trong bán không phải. Thì bác Hà nó lên rồi thấy không? Nó vô coi nhà nó coi. Rồi nó bỏ. Bây giờ cũng cho mướn rẻ gì không nè? 800 nè. Trời ơi, rẻ quá vậy. Dạ. Một cái nhà mà cho mướn rẻ gì hả? Dạ, 800. Mà nó chưa lên nữa. Rồi nó vợ chồng nữa hay sao? Con chưa biết. Hôm nay nó hẹn mà nó coi con chưa biết. Cái này mấy này nó sửa hay mình sửa? Đa số mình sửa. Dạ. Nó để lấy cái tủ lạnh nó nè. Để lấy cái tủ lạnh nó nè. Đó. Thôi rồi, đi. Hả? Thôi lấy đi. Cái này mới tinh mà thầy. Mới tinh mà, có đường chạy mà. Mới tinh mà thầy. Thôi trời ơi, thôi tốn điện ông không nổi. Con để chạy, con để cho coi. Đó, có cái này cho cái kẹt này. Cái nào không chị? Cái này chắc phải chạy sao. Bạn sĩ nó lên nó làm nó chạy nó mua miếng
ấy nữa. Không. Thì trăm mướn rẻ vậy được rồi. Thế hả? Nếu trăm mướn ngàn phải làm, còn trăm mướn 800 thôi vậy được rồi. Không được à. Nó quan trọng là ở trên này thôi. Dạ. Quan trọng là ở trên này thôi, nhưng mà cái máy lạnh thì có một cái hả? Không có lạnh nào, không có nào. Nó mua thêm 3 cái cho con nè. Nó mua 3 cái. Nó để là cửa sổ đó thôi. Đó. 3 cái, 1 cái nè. 2 cái này. Ừ. Rồi ngoài này, trong phòng này cái nó là 3. Đi được rồi. Đó, 3 phòng 3 cái rồi. Đi được rồi, đâu cần gì nữa đâu. Dạ. Thì con không cần gì nữa. Dạ. Muốn nhưng mà ý bây giờ á, nếu đây á là... làm đây cho mướn được phòng, nếu mà giờ ngăn phòng cho mướn á thì cái đây phòng sao? Đây một phòng nè. Dạ, đây một phòng, kia một phòng. Đây một phòng nè. Đây một phòng. Phòng này thì nó quá rộng. Phòng này theo lẽ hai người cũng được. À, anh sao được thấy. Này không có... Thôi kệ đi. Thì được đó sát rồi. Trời cho nhiêu hưởng nhiêu. Dạ. Thế thì cái nhà bếp đây được. À, nếu dưới này nha, mà nếu mà chấp nhận mà nó mướn thì mình thử ở này cho mướn thêm phòng như này. Đó. Mà ở này thì đi cửa sau. Nếu mướn này thì ngăn là đi cửa dạ, sau. Thì đó đi cửa sau là hết. Ừ. Phải hồi đó là mua cái nhà này trước hen, cái thằng này mà. Ôi. Nếu mà... Ôi mở không ra kìa. Kính cống hả? Mệt trên mặt không được. Rồi đó mà lần này mà mua nhà này trước rồi thôi rồi này. Rồi lần này cắt. Đó, thấy không? Rồi đó mà mình mua nhà này trước á. Ồ, lấy cái bồn điện trồng. Rồi ta nói sao rồi luôn. Nó mà rồng nữa. Lớn sao là cái lậu nữa này. Cái này mà nói được đó. Ôi, thôi kệ tài phạt cho mình nhiêu thử nhiêu. Quá rồi, nhà thầy này ngon quá nhất rồi. Nhìn thấy cái lầu đẹp ha. Thôi cả cái lòng tiên mà cũng vui vui. Đó, thầy nhất là có cái chú nhà đây thầy coi là nhà tiền vệ là tốt quá rồi. Dạ ai cũng thích, giờ... thích tên đó đó. Nhưng mà điều đó là đắc tiện là mỗi lần tiêu tiểu mới đi xuống. Vâng. Thôi vô nắng. Đó bây giờ bắt đầu hết lạnh rồi nó nóng. Vâng, nóng, nóng kinh rồi. Thì nếu mà bây giờ mà thì hai đứa họ mướn nguyên hết trơn á. Cái gian phòng này thì được, cái nhà này thì đúng ra thì 800 thì nó cũng không đến nỗi là rẻ mà cũng không rõ sao đó. Hơi rẻ chút thôi mà. Dạ. Tài lấy này mang về xài đi. Thôi. Có cái đó xài. À, vẫn có nhiều. À, vẫn mấy cô để thì mới mấy cô qua mua nữa. Ở đây là theo lẽ mà ta gọi gặp ở Cali là vậy, ta cho mướn được 2 phòng nữa nè. Cali bây giờ ông phòng ngàn mấy. Để nói tới. Cali giờ phòng ngàn mấy rồi chắc họ đó. Họ đó. Cà phê ngàn phòng ngàn mấy. Cái này hỏi kỹ, hỏi có chó, có mèo nữa không? Vì thấy cái vàng mồng tơi không, chuẩn bị cho rau dê, rau mồng tơi nó leo lên đây nào quý vị.
đó, thấy cái vàng vòng tay của tôi mà quý, cái bằng lý tưởng không, đóng đẹp không, thấy chú Phật tử, chú thợ đóng đẹp không, cái vàng vòng tay tôi nè, nè qua tới chạm nó bên trong luôn, thấy không? Đây là cái vàng đậu rồng, vàng cái gì đó, các cái loại đậu rồng với gì chanh dây rồi cho cái vàng bên đây hết, dưới thì cho dưa gan á bò à đó. Cái vòng tay nó chuẩn bị nó lên nè, vòng tay quế rồi nè, thấy không, nó lên. Hôm nay chồng thoải mái rồi. No. No, I live. Cái chuối nó lên nè, bắt đầu mùa này nóng rồi, nóng nay nóng lắm rồi, hết lạnh rồi, chắc chắn là hết lạnh rồi. Sao không, hết chịu không? Có ba người. Dạ. Dạ. Chịu không? Chịu không? Ờ. Con đừng đi làm. Thằng bố nó tới thôi. Anh mày Mỹ Đen hả? Ha mẹ. Là lai. Dạ. Yeah. Là lai chứ không phải là Mỹ Đen không? Dạ. Thôi là lai thôi. Ngày mai á, một canh nó giờ nó đổ rác rồi, cho họ 10 đồng cho đổ hết mấy cái thùng cái rồi. Cho nên rồi mới sắp vậy đó là họ biết rồi. À thế hả? Sắp vậy là họ biết rồi, họ biết là tới giờ họ đi ngang là này con bóp kẹt tin tin tin. À thế hả? Quen kiểu đó đó hả? À, tự động đó hả? Hả? Tự động như vậy đó hả? Giờ bóp kèo tiên tiên là không biết rồi, coi mình cho tiền họ là đổ hết rồi. Không cần nói gì hết. Không cần nói gì là gì. Quen ra giấu chứ nói gì. Riết rồi. Người Việt Nam qua bên này giờ thì tập cho Mỹ ăn hối lộ luôn mà. Nhưng mà ông phải giao. Ông giao á, đừng có cho đậu trước cái cửa bà nô mà bà đi ra đó. Nó mà bà sụp ra tội nghiệp bà có tật á. Gửi mấy các bạn hình như kép bánh đậu tuốt này cũng được nè. Dạ, thì đó nó thì con bị gỡ da. Tại vì gỡ da thì dạ. Gỡ da để trực lên kia kìa. Đậu tuốt cũng được. Hôm trước ở đây nó có sợi dây điện mà không biết nó cắm đâu mà nó có điện nè. Ngay từ dưới cái giò ông á. Dạ. Dạ. Nó thì nhiêu đất bây giờ nó lên lại như vậy nè. Thì không sao, cái này trò cài vẫn được, nhưng mà làm từ từ. À vậy đó, làm cứ khỏe ra làm, mệt nghỉ, không ai bắt buộc mình. Đó, đó thì thầy thoải mái với đó đó. Nhưng mà cái mùa này thầy hơi bệnh. Tại thầy phải làm cho xong. Cho mới lên nổi chứ thầy không làm là nó. Bây giờ trồng mấy cái dưa gan, mấy cái bí rợ rồi đó thì nó dễ. Mình đào có con dùng đất hà. Rồi nó bò thì mấy cái cỏ nó không nổi. Dạ. Bò thì mấy cái cỏ là không có nổi, biết không? Nó bò nó đẩy cái lá, nó đẩy mấy cái cỏ lên không nổi. Nhưng mà cái vùng đất mà chỗ nó sống á thì đừng có cho cỏ xen với nó. Rồi chỗ nó bò ra thì nó nghe nó phân ở hôm này bô bên đây rẻ lắm, biết sao. Nó bán 2.99 gì đó nghe mấy Phật tử nói. Đó nguyên cái vàng đó, vàng bồng tơi đó, đẹp không? Nó bò vậy, nó bò nó lên tới đó rồi nó rớt vô bên trong cái vàng bên trong luôn. Bữa nào đi thăm bà Linh Đan, bữa nào rảnh đâu đang trả cho nào đi thăm bà Linh Đan bữa cũng nhớ bà ta nghe. Con chỉ sợ bà buồn nữa. Ông buồn nói con kìa, con xì chết rồi. Nói chưa, ông nói chưa? Chưa nói. À vậy thì sao nói dối, nói là để nó nhà. Nhưng mà bà muốn gặp nó, con mới kẹt ra thầy cũng biết đâu. Mà nói láo tội nghiệp bà, con không biết nó sống chết nữa. Bây giờ khi nó còn sống á. Dạ.
bà muốn gặp nó, bà bảo là muốn là cho tao gặp nó tí đi. Trời ơi, con nói gì nữa vậy? Nên con không biết nói làm sao cả, nói... Bà nuôi con kia là khổ quyến luyến nha. Dạ. Nuôi rồi quyến luyến. Kẹt lắm mà thầy, sợ lắm. Sợ nuôi lắm rồi. Okay. Thank you very much, man. Okay. Thank you. Có thể tính ra bãi. Sao em? Ok. Anh Kiều. Yeah. Thời quảng cáo. Tôi còn đi nha. Dạ thôi đi đi. Dạ. Một giờ con về nghe. Vâng, dạ rồi.